dầu những băng máu của khâu tủ lại từ Nguyên án Hai chào các bạn thân mến mình là cô cô độ bé bự đây. À bây giờ là 11 giờ 22 phút buổi trưa ngày 30 tháng 9 năm 2024 và bây giờ Cầu Cầu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn câu chuyện phù sinh của tác giả Trung Quốc xà là sóng Thụ. Hôm qua chúng ta đã nghe đến quyển 16 chương 11 rồi. Thế và uh, Tư Đồ Nguyệt Ba lại chính là Diêm Vương Điện Hạ và đang đánh um, dán bùa cho vợ mình là Trung Húc nằm ngủ say mê mệt thế và hiện nay thì uh, Tư Đồ Nguyệt Ba đang uh, xử lý uh, con yêu quái uh, kính thế và con yêu quái kính này ở bên trong người nó lại có một uh, con huyết yêu chính là Tino người mà nó yêu say đắm còn Tino thì là một con huyết yêu và vì là con huyết yêu cho nên nó rất là tàn nhẫn và tàn sát Điều này chúng ta lại nhớ đến những cô gái, những cô gái yêu một ai đó, cứ yêu thôi, cứ yêu một cách mù quáng và trở thành kẻ tiếp tay cho tội ác nhưng mà lại vẫn rất tự hào rằng bởi vì yêu rồi ạ, bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện phù sinh của tác giả Sala Sòng Thủ quyển 16 chương 12. Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn cái gã thiếu niên đang run bẩn bật trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lắc đầu. Ừ, nếu mà năm xưa hắn giết đám cha cố kia là để báo thù Vậy thì 30 năm trở lại đây Những cài cư dân quanh vùng bị hắn hút máu đến chết Thì phải tính thế nào? À, kính bỗng chốc cứng họng Hai tay buông thõng xuống Nói sau khi Tino hút máu người lần đầu tiên Nếu không tiếp tục Thì anh ấy sẽ bị chết đói nhưng tôi không muốn anh ấy tiếp tục giết người Cho nên không chịu để anh ấy rời khỏi cơ thể mình Và dùng chút linh lực còn sót lại Để duy trì tính mạng cho anh ấy Tôi cứ kiên trì như vậy Cho tới 30 năm về trước Vào cái đêm nguyệt thực toàn phần ấy Tôi cảm nhận rất rõ rệt rằng Tino chỉ còn cách chết trong gàng tấc. Dù sao thì anh ấy cũng là một con huyết yêu, máu tươi là nguồn thức ăn duy nhất của anh ấy. Tôi không thể để cho anh ấy chết. Cho nên tôi bàn tay của cô ta siết chặt lại thành nắm đấm. Tôi mang theo anh ấy ra ngoài, tấn công một người đi đường. Sau đó cứ 10 năm, anh ấy lại phải hút máu người một lần. Và tôi hết lần này tới lần khác chứng kiến những con người đang sống nguyên lành kia mất mạng trước mặt mình. Máu của họ đi vào cơ thể của anh ấy, thông qua miệng của tôi. Tôi, tôi không muốn, tôi, tôi thực sự không muốn. Tư đổ nguyệt bà đứng dậy, bước về phía Tino. Hành động nhỏ này đã khiến kính trở nên kích động cô ta hét lên đừng 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 giết anh ấy cầu xin ngài đều là lỗi tại tôi muốn giết thì xin hãy giết tôi đi ta rất tò mò theo lời cô kể thì cái gã này đúng ra luôn bị cô khống chế mới phải chứ tư đồ nguyệt ba nhấc một sợi tóc bạch kim của tino lên đùa nghịch trong tay tại sao cuối cùng cô lại bị hắn chiếm mất lấy cơ thể gây nên bao nhiêu chuyện sai lầm như vậy sức mạnh của huyết yêu bắt nguồn từ máu tươi anh ấy càng hút nhiều máu người thì sức mạnh càng lớn tôi tuy là một tấm gương từ thời thượng cổ nhưng khi phá hủy phong ấn solomon nguyên khí của tôi đã bị tiêu hao mất quá nửa cộng thêm việc dùng linh lực nuôi dưỡng anh ấy suốt bao nhiêu năm nay nên đến cuối cùng tôi đã hoàn toàn không khống chế nổi anh ấy nữa giọng kính mỗi lúc một nhỏ từ lâu anh ấy đã có khả năng rời khỏi cơ thể tôi nhưng để thực hiện nguyện vọng của mình anh ấy đã trở lại nguyện vọng gì tư đồ nguyệt ba nhìn cái còn huyết yêu trong truyền thuyết đang nằm dưới chân tò mò hỏi đảo ngược thời gian quay trở về một ngày trước khi thái tử tự sát để thay đổi cái quãng lịch sử này kính hít vào một hơi nói ra cái nguyện vọng rất đỗi hoang đường không lâu trước đây anh ấy đọc được một cuốn sách cổ viết rằng một con huyết yêu mạnh mẽ thực thụ sẽ có khả năng xoay ngược thời gian và sức mạnh to lớn đến đâu được quyết định bởi sức mạnh của đối tượng mà anh ta hút máu tư đồ nguyệt ba khẽ chau mày nói Nói như vậy, sau này hắn ta hút máu người không còn là để lấp đầy dạ dày mà là để tích lũy sức mạnh nhằm quay trở lại quá khứ à? Đúng vậy, kính gật gật đầu, trong mắt dấy lên một nỗi buồn vô hạn. Khi quyết định bắt đầu kế hoạch này, anh ấy đã yêu cầu tôi hòa nhập vào cuộc sống của người bản địa như một con người bình thường. Bắt đầu từ thị trấn lân cận, nhân lúc người ngoài không hề để phòng tôi tìm con mồi mà anh ấy muốn. Bà Sabrina là mục tiêu đầu tiên của anh ấy. Nguyên nhân chỉ vì mẹ của bà Sabrina từng là phù thủy, anh ấy tin rằng máu của con gái của phù thủy chắc chắn sẽ giàu sức mạnh hơn máu của người bình thường. Nước mắt của cô ta cuối cùng đã trào ra khỏi mi bà bà Sabrina đối xử với tôi tốt như thế <laughs> mà tôi lại tận mắt chứng kiến Tino hụt kiệt máu của bà ấy tôi bà Sabrina lúc chết vẻ mặt rất là thanh thản tư đồ Nguyệt Ba không trách mắng cũng không truy hỏi chỉ chậm rãi nói tôi tôi đã không thể ngăn cản được anh ấy chỉ có thể dùng phép thuật để khiến Sabrina chết trong một ảo giác không đau đớn. Kính lau nước mắt, gắng gượng trấn tĩnh lại, bắt đầu từ hôm vợ chồng ngài tới khách sạn rừng rậm, anh ấy đã cảm nhận thấy một trường khí mạnh mẽ khác hẳn người thường từ vợ ngài. Cho nên, anh ấy đã theo dõi hai người, muốn tìm hiểu rõ lai lịch vợ ngài và và đã coi cô ấy như một con mồi nhất cử nhất động của hai người trong khách sạn đều không thoát khỏi mắt tôi bao gồm cả việc vợ ngài dùng đạo bùa khiến cảnh sát ngất đi để đi kiểm tra thi thể của Sabrina cùng với những điều mà hai người bàn bạc. <laughs> Bản lĩnh nghe trộm cao siêu đấy. Tư độ Nguyệt Ba chế giễu nói tiếp. <laughs> Cô là gương thần vậy thì tất cả gương ở trong khách sạn rừng rậm chắc hẳn đều là tai mắt của cô nhỉ <laughs> xin lỗi kính tỏ vẻ hối hận sau khi biết vợ ngài không phải là người bình thường anh ấy rất hào hứng để có thể mau chóng thành công anh ấy đã quyết định do thám thực lực của vợ ngài người đàn ông mỹ kia là oan uổng nhất Ông ta, ông ta là mục tiêu mà Tino lựa chọn ngẫu nhiên chỉ là để tăng thêm chút sức mạnh trước khi thăm dò thực lực của vợ ngài mà thôi. Sau đó, Tino mượn lấy sức mạnh của tôi, dùng tấm gương trong nhà tắm, làm vật trung gian, đánh lén vợ ngài. Kết quả đã phát hiện ra cô ấy không dễ đối phó như tưởng tượng, nên là anh ấy quyết định khi hai người tới tu viện đã dẫn hai người vào không gian đảo ngược được sinh ra từ linh lực của tôi lợi dụng tính chất đặc biệt của nó để giết chết hai người lúc tới đây tôi vốn dĩ ngăn cản hai người nhưng anh ấy ở trong cơ thể tôi đã không chịu nhưng thật không thể ngờ được rằng người luôn bị chúng tôi coi như một người bình thường mà sơ ý bỏ qua lại chính là Diêm Vương Cô ta cười buồn bã <cười> Đúng là tự chuốc lấy nghiệp chướng Lúc này Tino đột nhiên nhúc nhích Bật ra một tiếng rên thườn thượt Hàng lông mi dài khẽ rung động Đôi mắt đang nhắm nghiền muốn mở ra Thấy vậy, kính lo lắng đến thắt ruột Tiếp tục khẩn cầu Đừng, đừng giết anh ấy tôi Tư đổ nguyệt ba ngắt lời cô ta hắn không rời khỏi cô chỉ vì cơ thể cô giúp hắn che giấu yêu khí điều mà vợ ta vẫn không thể hiểu nổi chính là điểm này lúc giết người hắn là chủ nhân của thân xác cô thì yêu khí sẽ tỏa ra giết người xong hắn ẩn náu về chỗ cũ cô trở lại làm chủ nhân linh khí toát ra từ cô sẽ hoàn toàn che lấp yêu khí của hắn tơi thần tiên cũng không tìm ra được hung thủ quả là tuyệt diệu anh lại mỉm cười vỗ tay <cười> rồi sắc mặt vụt sầm xuống lạnh lùng nói kính đối với hắn cô chỉ là một cái công cụ mà thôi cố rõ ràng đã có khả năng ép hắn ra ngoài cơ thể nhưng lại hết lần này tới lần khác bao che dùng túng tôi tôi chỉ không muốn anh ấy buồn không muốn anh ấy thất vọng giọng kính nhỏ tới mức ngay cả cô ấy gần như cũng không nghe thấy tôi yêu anh ấy lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy thì anh ấy lần đầu tiên mỉm cười với tôi đột nhiên ánh mắt của cô đang nhìn vào khuôn mặt tino bỗng sững lại những lời tiếp theo đều nuốt ngược vào trong tino đã tỉnh lại hoàn toàn từ từ ngồi dậy trong đôi mắt màu tím toát ra ánh nhìn lạnh lẽo và cảnh giác quét trên người kính và tư đổ nguyệt bà tino kính giơ tay ra một cách vô thức muốn giữ hắn lại nhưng sợi dây băng ở dưới chân đã trói chặt cô ta cơ thể nghiêng sang một bên đổ thẳng xuống sàn nhà cô ta lực bất tòng tâm lại tiếp tục gào khóc với Tư Đồ Nguyệt Ba. "Thôi cầu xin ngài, đừng giết anh ấy." Tino nhìn sang cô gái đang khổ sở cầu xin trò mình, rồi liếc sang Tư Đồ Nguyệt Ba, sặc mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, không nói một câu. "Ngươi tưởng rằng là quay về quá khứ là có thể thay đổi được lịch sử à?" tư đồ Nguyệt Ba nhìn chằm chằm vào Tino, giống như đang chất vấn một đứa trẻ ăn cắp kẹo vậy. Tino lúc này ngỡ mình đang cầm chắc cái chết, nên đối mặt với vị Diêm Vương nắm đạn quyền sinh sát ở trong tay, lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng đầu lên nói đúng. Tư đổ Nguyệt Bà lắc đầu, cúi xuống xoa xoa lên đầu Tino. <laughs> phải nói là người ngây thơ hay là ngu xuẩn đây nghe này lịch sử là không thể nào đảo ngược cho dù là người có quay về một trăm năm trước ngăn cản cái hành vi điên cuồng của thái tử ngày hôm ấy thế thì đã sao đã sao Tino thấy câu trả lời của Tư Đồ Nguyệt Ba rất nực cười. cười nghiêng đầu tránh bàn tay của anh nói lớn như vậy thì Mary sẽ không chết, cô ấy vẫn có thể hạnh phúc sống cùng với thái tử, khiếu vũ trong hoa hồng, đứng trước cửa sổ đầy ánh trăng, uống ly rượu Gruner, Valiner mà cô ấy yêu thích nhất. Nghe thấy câu này, dòng nước mắt trên khuôn mặt kính từ từ ngừng chảy, một cảm xúc không thể nói rõ thành lời ngưng đọc trên đôi mắt. <laughs> người lầm rồi. Trừ phi, ngươi có đủ bản lĩnh để xóa bỏ nỗi tuyệt vọng ở trong lòng thái tử, hay nói cách khác là ngươi có thể thay đổi chính sách của toàn bộ vương triều thời đó. Nếu không, thái tử vẫn sẽ đi vào vết xe đổ. Thế nên số mệnh của thái tử và Mary sẽ không thể thay đổi vì sự xuất hiện của ngươi. Ngươi cũng lắm chỉ có thể trì hoãn thời điểm xảy ra bi kịch mà thôi. Tư đồ Nguyệt Ba nói xong, quay lại nhìn kính đang chìm trong đau khổ. Rồi lại nhìn Tino khí thế sụp sôi, chợt hỏi, từ đầu tới cuối, ta chỉ nghe ngươi nhắc tới thái tử Mary, bao nhiêu năm nay trong lòng ngươi chỉ có họ à khi tia hy vọng duy nhất bị người khác phủ định hoàn toàn, một cơn bì vẫn bùng bùng nổ trong lòng của Tino, biến thành một tiếng gầm giận dữ. Phải! Tư tổ Nguyệt Ba không nói gì, quay người bước tới bên cạnh kính, bàn tay khẽ nắm lại. Tới khi mở ra, quần sáng nãy giờ vẫn lấp lánh ở trong bàn tay anh, đã hoàn toàn biến mất và sợi dây băng trói chân kính cũng biến thành vô hình trong một làn khói mỏng. Diêm vương điện hạ, kính nhìn tư đồ Nguyệt Ba vừa mới trả lại sự tự do cho mình, không dám tin đó là sự thật. Còn cô ấy thì sao? Tư đồ Nguyệt Ba dìu kính đứng dậy, bước tới trước mặt Tino. Người có biết muốn phá bỏ phong ấn Solomon và dùng cơ thể của chính mình để che chắn cho ngươi thì cần phải tiêu hao bao nhiêu nguyên khí và linh lực không? Nếu cô ấy không phải là vật thần từ thời thượng cổ thì đã mất mạng từ lâu rồi. Một người như thế, tại sao không thấy ngươi nhắc tới? Tino liếc nhìn kính một cái rồi lập tức quay mặt sang chỗ khác, thở ơ và im lặng nếu không phải là vì yêu người cô ấy sẽ không vì người mà làm bao nhiêu việc giọng tư đồ nguyệt ba trở nên chậm rãi ngay cả tính mạng cũng sẵn sàng từ bỏ lẽ nào người chưa bao giờ nghĩ cho cô ấy dù chỉ một chút xíu à kính dựa vào lòng tư đồ nguyệt ba đầu cúi gằm mái tóc dài phủ kín khuôn mặt cô ta khiến cho người khác không thấy được cảm xúc ở trên đó cô ta yêu tôi chẳng liên quan gì tới tôi tino quầy mặt lại đôi mắt tím như phủ lớp băng xương tôi không yêu cầu cô ta yêu tôi tất cả đều là do cô ta tự nguyện đây không phải là giao dịch tôi không có nghĩa vụ báo đáp tư đồ nguyệt ba cảm nhận rõ cơ thể đang ở trong lòng mình run rẩy dữ dội thậm chí từ trong cơ thể cô ta còn vẳng ra những tiếng nứt vỡ như có như không bốp còn trước kịch nhìn rõ tư đồ Nguyệt Ba đang đứng cách mấy bước làm thế nào lại thình lình xuất hiện trước mặt mình một cái tát như trời giáng đã hạ xuống mạnh tì nô hắn lảo đảo rồi ngã gục xuống đất khóe miệng ứa máu kính rú lên hốt hoảng nhào tới chắn trước mặt Tino, ôm chặt chân từ đổ nguyệt ba, khẩn thiết van nài. Tôi, tôi không quan tâm, từ xưa tới nay, tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Có thể ở bên anh ấy, có thể giúp đỡ anh ấy, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi biết, tôi đã gây ra rất nhiều sai lầm, tôi bằng lòng chấp nhận mọi sự trừng phạt. Chỉ cầu xin ngài tha cho anh ấy tino nhìn cô gái đang liều mạng bảo vệ mình hơi hé miệng già nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng Trên mặt tư đồ nguyệt ba không hề thấy vẻ tức giận nhưng giọng nói lại lạnh lùng hơn bao giờ hết một còn huyết yêu hùng hãn không chút tình cảm giữ lại ở trên đời cũng chỉ là tài họa chỉ một câu nói này bầu không khí bỗng nhiên ngập tràn hơi chết chóc lồng ngực Tino phập phồng dữ dội nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào vị Diêm Vương đầy quyền uy dùng cái vẻ cuột cường để chứng tỏ rằng mình không sợ chết Tino anh đừng gương bướng như vậy nữa Diêm Vương bệ hạ không phải là người xấu sự thực là chúng ta đã phạm sai lầm trước Chúng ta đã giết hại biết bao nhiêu người vô tội Kính sợ rằng sự bất kính của Tino sẽ chọc giận tư đồ nguyệt bà Vội ôm lấy hắn, cầu xin hắn hãy hạ thấp cái đầu ngang ngạnh ấy xuống Thái tử và Mary có lỗi gì? Tại sao bọn người kia không chịu buông tha cho họ? Nhất định phải ép họ vào chỗ chết Tino nhìn cô ta như nhìn một người xà lạ Ngừng lại một thoáng rồi phá lên cười sảng sặc như điền dại. <laughs> Chỉ vào tư đồ Nguyệt Bà nói, không có kẻ nào là vô tội trong cái thế giới này, kẻ nào cũng đều là tội nhân. Hệt thuộc chữa, tư đồ Nguyệt Ba từ từ giơ tay lên, không, kính kinh hoàng thất sắc. Lao đến giữ lấy tay từ đổ nguyệt bà, bất chấp tất cả gào lên. Hãy tha cho anh ấy Tôi có thể biến anh ấy thành một người bình thường Không có yêu khí Không có ký ức Sau này anh ấy sẽ không gây nguy hiểm cho bất cứ ai Cầu xin ngài Tư đồ Nguyệt Ba nhìn thẳng vào khuôn mặt tiểu tụy Đầm đỉa nước mắt trước mặt mình Khẽ nhướng mày Cô muốn Chỉ cần ngài hứa với tôi Tha mạng cho anh ấy Kính lau dòng lệ, ánh mắt kiên định chưa từng thấy, Tôi bảo đảm, tôi có thể làm được." Ngẫm nghĩ chốc lát, Tư Đồ Nguyệt bà nói: "Nếu hắn thực sự có thể biến thành một người bình thường, không gây nguy hiểm cho người khác, ta có thể tha cho hắn." Kính mặt mày rạng rỡ, giọng đầy kích động, "Được, nói lời giữ lời." Các người. Tino nhìn hai người đang đàm phán muốn đứng dậy ngăn cản nhưng phát hiện ra ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Cái tát của Diêm Vương khổng quạt bay hồn phách cổ hắn đã là may mắn lắm rồi. Cảm ơn Ngài. Sau khi cúi dạp người cảm tạ tư đổ nguyệt bà, kính bước tới bên Tino, thẫn thờ nhìn hắn hồi lâu mỉm cười. Khi <laughs> anh lần đầu tiên nâng niu tôi trong tay, nói rằng chiếc gương này thật đẹp, hôm ấy ánh mặt trời tháng năm chiếu lên mái tóc anh sáng lên lấp loáng trông còn quyến rũ hơn cả đá quý tôi thích nhìn ngắm anh trong những đêm tĩnh mịch ngồi trước cửa sổ đàn đi đàn lại những điệu nhạc du dương cho dù ánh mắt dịu dàng của anh luồn lướt qua tôi nhìn vào người khác anh nói đúng yêu anh chỉ là chuyện của riêng tôi tôi không cần đáp trả bởi vì có một người để cho tôi yêu đã là hạnh phúc lắm rồi trong nụ cười như đó hoa bừng nở kính mãn nguyện khép đôi mắt lại hai tay chắc trước ngực bắt đầu chậm rãi niệm thần chú một chùm hào quang ngũ sắc nổi lên trên trán của cô ta xoay tròn lan tỏa nhanh chóng bao bọc toàn bộ cơ thể cô trong một vầng sáng đủ màu lấp lánh. Và lúc này, một tầng ánh sáng bàng bạc gần như trong suốt từ từ leo lên trên đồi chân cô. Tựa như vết nước thấm lên mặt giấy, nhanh chóng loàng rộng. Chưa đầy vài giây, toàn bộ cơ thể kính tựa như chìm trong ánh trăng mờ ảo. Thân hình cũng từ từ thu nhỏ lại trong vầng sáng mông lung trò tới khi biến thành một chấm tròn trắng bạc to bằng quả trứng gà, kéo theo vệt sáng như sao băng, bay vụt ra từ trong vầng hào quang ngũ sắc đang bao bọc quanh nó. Sau khi lượn mấy vòng trong không trung, nó liền lao thẳng vào trước ngực Tino, đang thẳng thốt ngạc nhiên. Một vòng khí trong suốt nhấp nhô như sóng nước trào ra từ trong cơ thể hắn, đẩy bật hắn lên giữa không trung. Hắn ôm chặt lấy ngực, miệng há hốc nhưng lại không hét lên được tiếng nào. Bộ dạng có vẻ như đầu đớn, mái tóc dài màu bạch kim của hắn tựa như đang chìm trong đáy biển sâu. Trong lúc dập dành lên xuống, đã ngả dần sang màu đen. Cùng với đó, đôi con ngươi màu tím cũng biến thành màu đầu thẫm chỉ có ở con người bình thường tư đồ nguyệt bà khép hở đôi mắt quan sát tino đã thay hình đổi dạng chậm chậm hạ xuống mặt sàn ngã xuống sóng xoài trong vầng hào quang ngũ sắc vẫn chưa tàn biến hoàn toàn bất tỉnh xoài lại có một luồng sáng cực mạnh lóe lên vầng hào quang ngũ sắc chớp mắt đã bị nén thành một tia sáng mạnh rồi lại vụt một cái co thành một đốm nhỏ rơi từ trên không trung xuống dưới nàn sàn nhà nghe keng một tiếng giòn tàn một mảnh gương tròn trong veo sáng bóng lăn đi vừa hay dừng lại ở dưới chân từ đồ nguyệt ba nhặt cái vật nhỏ bé xinh xắn ấy lên tư đồ nguyệt ba khẽ cười yên tâm ta luôn giữ lời hứa đang nói anh chợt ngẩn người tấm gương đang cầm ở trong tay không hiểu từ lúc nào đã phủ lên một màn hơi nước còn có chút vị mằn mặn giống như đồi mắt đang tìm trong dòng lệ nhẹ nhàng lấy tay áo lau khổ mặt gương tư đồ nguyệt ba bước tới bên cạnh tino đang hôn mê đặt nó vào trong tay hắn rồi cởi áo khoác ra đắp bên mình hắn chậm rãi nói ngươi không phải là không có tình cảm chỉ là không biết cách trân trọng người ở bên mình nếu sau này ngươi còn có thể gặp được một kính khác mong rằng ngươi sẽ biết mình nên làm gì vừa dứt lời gian phòng lớn tan hoang hỗn loạn đột nhiên tắt hết tất cả mọi nguồn sáng Tư đồ Nguyệt Ba chỉ cảm thấy trước mắt tô vụt tối sầm. Chớp mắt thêm một lần nữa, đã thấy mình đang đứng trên bãi cỏ hoang ở bên ngoài tù viện. Không gian đảo ngược do kính một tay tạo ra đã hóa thành mây khói cùng với sự biến mất vĩnh viễn của cô ta. Bước lại phía đằng kia, tư đồ Nguyệt Ba bế trùng húc đang ngủ ngáy phò phò lên lại ngoảnh nhìn hình bóng khẳng khiu đang nằm trong cỏ dại. Sau một tiếng thở dài khe khẽ, anh liền bước đi, không ngoái đầu lại. Gió núi khẽ lướt qua, rừng cây rùng lên xào xạc. Tư đồ Nguyệt Ba bế cô vợ bước trên con đường mòn hoang vắng, trong miệng lẩm bẩm đợi đến khi cô vợ tỉnh lại sẽ phải bịa ra cái lý do gì để che giấu sự việc của kính đây anh vừa đi vừa than thở Anh đường đường là diêm vương đi nghỉ cò tuần trăng mật cũng không được yên ổn đang mải ngẫm nghĩ bỗng như có tiếng nhạc vua du dương mờ hồ từ phía sau vẳng lại những nột nhạc rộn rã lan tỏa trên con đường mòn u ám Tư đồ Nguyệt Ba ngoảnh đầu lại Trong bóng chiều Đâu còn thấy hình bóng của tù viện Mà là một tòa biệt thự xa hoa Giống như một cô gái đẹp đang nhảy múa Trong tiếng nhạc dập dìu Chào từ biệt những người Từng đặt chân tới đây Câu chuyện Phù Sinh, Sa La Sòng Thụ, quyển 16, chương 13, kết. Tôi vỗ tay, đây là một câu chuyện tuyệt vời. Áo đen số 4 mặt không đổi sắc chỉ bình thản nói cảm ơn. Ngay cả chuyện của Diêm Vương cũng biết, có thể thấy lai like lịch của cô không phải tầm thường. Tôi cười một cách đầy ẩn ý. <laughs> Tôi buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon. Áo đen số 4 đứng dậy, bước vào trong lều. Đây chỉ là một câu chuyện, là thật hay là giả, có thích hay không, đều không quan trọng. Thế hey, vậy cái gì mới là quan trọng? Tôi tò mò nhìn theo bóng áo đen số 4. Nếu mà cô đã nghe trọn vẹn câu chuyện này mà vẫn chưa biết được đáp án, thì cô nên đi kiểm tra y quy đi, cô gái ạ. À. Áo đen số 4 cứng nhắc ném lại một câu rồi chu tọt vào trong lều. <laughs> Tính cổ ấy vốn nóng nảy, đừng để bụng chúng ta uống rượu ăn thịt nào đám áo đen còn lại vẫn thản nhiên như không kéo tôi vào bữa tiệc bên đống lửa tôi quay đầu lại hét lớn về phía lều cảm ơn nhá <laughs> người thông minh như tôi làm sao mà lại không biết được tâm ý của cô anh là buồn cười sắc đêm như nước lửa cháy rừng rực có rượu có thịt ngào xí đã say tới mức nghiêng ngả mà vẫn cầm khư khư cái bình rượu khóc chịu buông hạt dốc lên với bầu trời đêm xả mạc với cái chất giọng như cái lệnh vỡ nhiệt tình của tôi như ngọn đuốc cháy bùng đốt cháy vùng xả mạc cuối cùng của cuối cùng hắn đã gục lên người tôi đầu gối lên đùi tôi một tay ôm bình rượu một tay nắm lấy tay tôi theo thói quen ngủ mê mệt sa mạc khô cằn khắc nghiệt, bỗng trở nên rất đỗi dịu dàng. Các bạn thân mến, như vậy thì quyển 16 tác phẩm câu chuyện phù sinh của tác giả Sa La Song Thụ đã hết rồi. Và chúng ta chuẩn bị bước vào quyển cuối cùng trong tác phẩm câu chuyện phù sinh của tác giả Trung Quốc Sa La Song Thụ. Bây giờ đang ở trang thứ 1161. Mà kết thúc tác phẩm này là trang 1228. Để khâu khẩu lấy máy tính trừ đi xem là cái quyển 17 này dài như thế nào nhé. Chờ một xíu. 1, 2, 2, 8, trừ đi 1, 1, 6, 1. Còn 67 trang nữa. 67 trang. Ồ, thế thì không dài đâu bình thường. Bình thường... Ồ thế à, 67 trang. Thế thì cái quyển 17 này ngắn thôi hả? Ồ, ờ, uh, quyển 17 thì có tất cả là 11 chương các bạn ạ. Thế và Câu Cầu sẽ chia sẻ ở video của ngày mai và những video tiếp theo. Thế còn uh, phần cuối của video hôm nay thì Câu Cầu xin phép được bổ sung một chút về cái... cái nội dung của quyển 13 chương 8 rất là xin lỗi các bạn hôm trước câu cầu kiểm tra lại thì câu cầu mới phát hiện ra là cái phần chương 8 đó uh, không chưa được up cho nên là rất xin lỗi các bạn và câu cầu cũng đang thắc mắc là tại sao mà quân tụ Hàn nhìn thấy cái cô bạn ấy bị nhốt ở trong cái tủ thế và quân tụ Hàn bị đánh ngất đi Thế và sau đó thì làm sao mà lại trở thành tướng quân thiên vũ Thì bây giờ chúng ta thử giải thích xem là Ứng với cái sự cầu cứu hãi hùng ở trong lòng cô Một bàn tay thổ ráp lạnh băng đã nắm lấy cổ tay quần tụ hàn Chấm dứt sự rơi ngã vô cùng vô tận Trong trạng thái gần như hồn mê Cơ thể cuối cùng đã dừng lại ở một nơi nào đó dưới lòng bàn tay là một cảm giác mềm ẩm ướt mềm xốp. Quân tụ hàn mở mắt, một khuôn mặt thấp thoáng nhạt nhòa dần dần hiện rõ. Bắc tấn, khi cô đã hoàn toàn nhìn rõ con người trước mặt, toàn bộ cơ thể của cô giống như được trích một liều đô pinh tăng lực. Cô mừng rỡ ngồi bật dậy, chụp ngay lấy cánh tay của ông Tần. Giò xúc động quá mức mà trở nên nghẹn ngào Là bác sao? Đúng là bác phải không? Tụ Hàn, là bác đây. Ông Tần vẫn hiền hòa như mọi ngày, khẽ đẩy gọng kính lên, cúi xuống nhìn những ngón tay đang run lẩy bẩy của cô. Sao cháu lại sợ hãi tới mức nấy? Nước mắt ẩn ẩn ở trong mắt quân tụ Hàn, cô ra sức lắc đầu thật mạnh. Cháu đã mơ một giấc mơ rất dài, một cơn ác mộng khủng khiếp cháu nhìn thấy dốc núi trên thảo nguyên còn cả quan tài áo cưới và cả ngôi đình những lời mô tả lộn xộn đất quãng của cô chợt ngừng bật khi ánh mắt cô chuyển từ người ông tần sang cảnh vật xung quanh Quân tụ Hàn cứ ngỡ rằng mình sẽ nhìn thấy bức tường loang lổ trong phòng làm việc và những cái tủ hồ sơ cũ kỹ. Bởi vì một ông tần bằng xương bằng thịt đang ngồi sò sò trước mắt đủ để chứng minh cô đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kia mới phải chứ. Thế nhưng trước mắt cô vẫn là thảo nguyên mênh mông, bất tận và cả bầu trời mở bịt, không phân biệt nổi là ngày hay đêm ông tần cũng giống như cô đã trở thành một nhân vật trong thế giới này quân tụ hàn rụt tay lại như bị điện giật run rẩy nói bác tần sao sao bác lại ở trong giấc mơ của cháu không phải chắc chắn ông không phải là bác tần <laughs> người không nằm mơ đâu ốc tần vuốt lại tay áo đã bị quân tụ hàn nắm cho nhằn nhúng đứng lên mỉm cười nhìn về phía xa Đấy là nơi người đáng ra phải trở lại từ lâu thiến vũ tướng quân. Quân tụ hàn ngây người nhìn ông Tần, lặp bắp như một kẻ đần. Bác, bác, bác nói gì vậy? Bác, bác đang gọi, gọi ai? Giọng ông Tần rất trầm, nhưng lại không hề khản đục. Bốn chữ thiên vũ tướng quân, cổ nghè môn một bền tài ha <laughs> thiên vũ tướng quân tôi đã từng ngỡ rằng hắn là bậc anh hùng chân chính có ở trong triều đình đấy trước này cứ ngỡ thiên vũ tướng quân là bậc hào kiệt biết lấy biết bỏ không ngờ lại mềm lòng vì một ả công chúa yêu nghiệt lời nói của người áo đỏ người đàn ông trần trần vẫn như vẳng ở bên tai quái người nhìn lại xem ông tần chỉ về phía sau cô quân tụ hàn lập cập quay đầu lại một tấm bia mộ sơ sài bằng đá đen cắm trước một nắm đất chỉ hơi nhô lên trên bia để chữ tống triều thiên vũ tướng quân quân tụ hàn chi mộ một vị tướng quân bách chiến bách thắng như ngươi e rằng con nằm mơ cũng không ngờ được lại bị thủ hạ bán đứng trong trận chiến cánh hồng ngạn dặm <laughs> trận chiến ở cánh đồng ngàn dặm chết dưới loạn đao của quân kim ông tần khinh miệt liệt sáo tấm bia mộ <laughs> đáng tiếc hoàng thượng tới thân mình còn lo chừa xong nên ngay cả một tang lễ lòng trọng cũng chẳng thể nào ban được cho ngươi quân tụ hàn nhảy dựng dậy nhìn tấm bia mộ mà toàn thân đẫm lạnh mồ hôi bước trần bất giác lùi lại phía sau lẩm bẩm không thể nào, không không thể nào. Một mảnh gương tròn bé nhỏ kịp thời chìa ra trước mặt cô. Mắt to, mày rậm, môi mỏng, mũi cao, khuôn mặt sạm nâu, màu nắng, gọc cạnh rõ nét. Người trong gương còn đâu là cô gái mắt thanh mày tú, da trắng ửng hồng, một khuôn mặt đàn ông vô cùng xà lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc đàn cò rút vì sợ hãi ở trong gương. Quân tụ hàn hét lên một tiếng, đập văng mảnh gương đi, cuống quyết sờ lên mặt mình. Cũng nhờ đó mà càng khẳng định được rằng, tất cả những biến đổi xuất hiện trên cơ thể là trăm nghìn lần xác thực. Đôi bàn tay tỏ lớn thô kịch, đầy những vết chai sần. Mái tóc búi gọn trên đỉnh đầu và cả cái thân hình cao lớn rắn giỏi Tất cả mọi đặc điểm đều thể hiện rõ rành rành Cơ thể này đã không còn thuộc về một cô ở trước đây nữa Đây là ai? Là ai? Quân tụ Hàn túm chặt lấy ông Tần khóc không thành tiếng hỏi Sao cháu lại biến thành cái bộ dạng này? Thiên vũ tướng quân gì? Cháu không phải là thiên vũ tướng quân Cháu là cháu Bác Tần, bác hãy nói cho cháu biết Nụ cười của ông Tần biến mất Ông lạnh lùng gạt hai bàn tay Tuyệt vọng của quân tụ Hàn xuống Nói <laughs> Có những ký ức không bao giờ có thể xóa bỏ Cho dù người có luân hồi Cá trăm ngàn thiếp. Ký ức Luân hồi Quân tụ Hàn không thể nào hiểu nổi Việc cô có thể làm được bây giờ Chỉ là cắn chặt lấy môi Đầu đớn lắc đầu quẩy quẩy Dùng phương pháp vô vọng nhất để bắt bản thân tin rằng đây chỉ là một giấc mơ quái đản. Tất cả mọi thứ ngươi vừa nhìn thấy, đám binh lính đào huyệt mộ, những người đàn ông trong ngôi đỉnh ở giữa vườn hoa, đều không phải là mơ. Đó là những ký ức đã ngủ vùi trong ngươi từ rất lâu. Ông Tần bỏ kính xuống, lấy tay áo lau mắt kính đã mở nhòa. Ta giúp ngươi đánh thức chúng dậy. Cháu, cháu không hiểu, một chữ cũng không hiểu. Quân tụ hàn đau khổ ôm đầu, như muốn phát cuồng trong cơn hoảng loạn. Bạc tần, cháu là tụ hàn đây, bác hãy nhìn cho rõ. Cháu, cháu không phải là tướng quân gì hết. Cháu, cháu... Tại sao bác lại dùng cái trò hề này để đối phó với cháu? <laughs> cháu đâu có làm gì có lỗi với bác. <laughs> Ngươi mà người không có lỗi, không phải là ta, mà là một người khác. Ông Tần bỗng bước sấn lên, ấn ngón tay trỏ giữa chán quân tụ Hàn. Lòng chàng có thiếp, lòng thiếp có chàng. É rằng tướng quân đã không nhớ nữa đừng nói là một câu này mà ngay cả dáng hình của người đã từng kể vài áp ma không chừng cũng đã quên rồi <laughs> nếu không thì tại sao trong giấc mơ người lại không bao giờ nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của chủ nhân bộ áo cưới ấy trên trán tựa như một luồng điện chạy xẹt quả kích thích toàn bộ những dây thần kinh của quần tụ hàn muốn lôi bật già những thông tin đã bị quên lãng từ lâu đang ẩn nấp ở bên trong lòng chàng có thiếp lòng thiếp có chàng phải tả quyết không phụ nàng đợi chàng khải hoàn về chiều thiếp nhất định sẽ khoác áo cưới đứng đợi chàng ở đây quân tử nhất ngôn ngày thất tịch năm sau tả nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử giọng nữ dịu êm tròng trẻo giọng nam trầm ấm kiên định lẩn khuất vọng ra từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của một nam một nữ đang ngồi kẻ vai bền nhau trên tảng đá xanh vầng trăng rắc lên trên người họ một thứ ánh sáng thanh khiết ngọt ngào trước mặt cảnh tượng này đã vụt biến mất trước mặt lại là thảo nguyên hoàng lạnh Ngoài quân tụ Hàn và ông Tần già, không còn tồn tại một sự sống nào khác. Dùng động, yêu thương, nhớ nhung, dằn vặt, tất cả những cảm xúc cốt chưa từng trải nghiệm, lần lượt trỗi dậy ở trong tim. Rồi thứ lưu lại, ngoài những cảnh tượng mỗi lúc càng thêm rõ nét, chỉ còn lại nỗi đau đớn khó lòng mà chịu đựng ta từng tưởng rằng công chúa đã tìm được hạnh phúc ông tần đeo kính lên đôi mắt đằng sau cặp kính không còn mở đục như trước mà đã trong sáng thêm chút ít nhìn thấy nàng vui vẻ nhảy múa cà hát ở trước mặt mình ta thầm nghĩ Hai cô gái đáng thương luồn không thấy nét cười, cô đơn lầm lũi quẩn quanh giữa ngôi điện sơ sài và thảo nguyên vắng lặng kia, cuối cùng đã biến mất. <laughs> Thật tuyệt! Quân tụ hàn gắng gượng đứng thẳng người lên, ngỡ ngàng nhìn ông Tần đang chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ. Còn nhớ cảnh tượng nàng ấy, khoác bộ áo cưới đỏ tươi, đứng trên vai ta mong ngóng người kia trở về. Ông Tần lộ ra một nụ cười ngây thơ mãn nguyện như một đứa trẻ. Tới tận bây giờ, ta vẫn không quên được niềm vấn chấn và hạnh phúc ẩn tàng trong tình yêu sầu nặng mà nàng ấy đã truyền sang cho ta. <laughs> Chỉ có những người có tâm hồn thuần khiết nhường đó mới có thể khiến ta đồng cảm. Ông, ông, ông rốt cuộc là ai? Giọng nói của quân tụ Hàn bỗng trở nên trầm nặng khản đục. Cô hoặc có lẽ nên gọi là anh, nhìn ông Tần điềm nhiên như đang kể chuyện với ánh mắt đầy ngờ vực và kinh hãi. Trước câu hỏi của anh, ông Tần như không nghe thấy, vẫn tiếp tục kể. Tà cứ ngỡ rằng nàng ấy sẽ mang theo bộ áo cưới mà chỉ có nàng mới xứng đáng để khoác lên người kia, mang theo niềm hạnh phúc mà nàng mong đợi, đi tới cuối cuộc đời nhưng không ngờ ta đã lầm nàng đã đợi được người ấy trở về nhưng lại không đợi được niềm hạnh phúc mà nàng nhận định không chỉ thế mà nàng còn phải nhận về một đạo bùa chấm dứt sinh mệnh cơ thể quân tụ hàn lạnh toát từng hồi chiếc bình xứ lấp lóe cứ ánh sáng lạnh lẽo như băng nhảy nhót không ngừng trong trí não ông tần đảo mắt nhìn thẳng vào anh với ánh mắt trầm lặng và bén nhọn. Dù cho ngươi không nhớ những chuyện trước đây, thì sau khi xem xong những phân đoạn kia, chắc hắn cũng biết bản thân đã làm ra những trò gì. Ông, thôi tôi tôi, quân tụ hàm nghẹn giọng. Tất cả những gì nhìn thấy trong giấc mơ, chỉ cần không phải là kẻ đần, đều có thể dễ dàng xôi chữ thành những câu chuyện hoàn chỉnh. Chàng trai vì cái gọi là tiền đổ gấm vóc trước sự suối bẩy dụ dỗ của kẻ khác đã hạ độc người con gái từng thể non hẹn biển với mình một câu chuyện trắng lấy gì làm ly kỳ Thậm chí còn có phần cải lương Thế nhưng khi nhân vật chính trong câu chuyện Chính là người nghe kể chuyện <laughs> Thì lại là một thứ cảm nhận không thể mô tả bằng lời các bạn thân mến, sau đó thì cái uh, chàng uh, thiên vũ tướng quân này chuốc rượu cho cô công chúa thế và cô công chúa uống cái rượu đó và cô công chúa chết uh, trong sự oan ức uh, trong sự tủi thân đó. Thế và câu cầu đã chia sẻ ở trong uh, những cái video trước và các bạn uh, nếu như mà các bạn để ý thì các bạn đã nghe rồi đó là sau đó thì cái cô quân tụ Hàn này Tức là cô quân tụ hàn này chính là cái người kiếp sau luân hồi của thiên vũ tướng quân Thế nhưng mà câu cầu có một cái thắc mắc Đó là tại sao những cái vì ví dụ như quân tụ hàn ở cái kiếp này này Thì cô ấy lại phải chịu những cái gọi là gì nhỉ Những cái nghiệp chướng mà của những cái người mà cô chả quen biết gì Từ kiếp trước gây ra giống như là chúng ta ấy, bảo là bây giờ chúng ta Chẳng hạn như này Bây giờ chúng ta kiếp này này xong rồi chúng ta làm cái điều ác đúng không thế xong kiếp sau chúng ta luân hồi chúng ta lại chịu đựng những cái chúng ta phải bị trừng phạt chúng ta phải chịu đựng những cái điều tội lỗi ở những kiếp sau ừ thì cái đó là chúng ta của kiếp này chúng ta gây ra thì chúng ta đáng đời đúng không thế nhưng mà chúng ta của những kiếp trước sau đó thì kiếp này tự nhiên mình phải gánh điều này câu khẩu cảm thấy nó rất là khó hiểu và cũng cảm nhận rằng là nó rất là phi lý nhưng tất nhiên rồi, người ta mới nói là cái gì mà nhân hồi quả báo gì đó Cái này thì mình cũng không rõ lắm Nhưng mà mình có xem một số, cô Google có xem một số những cái chương trình Và người ta nói rằng là có một có những người người ta bị bệnh Thế và không tìm rõ ra là nguyên nhân Thì những sau đó thì mới đi khám bác sĩ tâm lý Thế và những cái nhà gọi là gì nhỉ Người ta biết cách thôi miên ấy mấy cái người đấy người ta thôi miên xong cái gì mà hồi quy tiền kiếp cái gì cái gì nói chung rất là nhiều để xem ra là kiếp trước đã làm những cái gì cái gì mà không biết các bạn thế nào nhưng mà cô cầu thì không muốn xem cô chả muốn biết kiếp trước mình là cái gì và cũng không muốn biết kiếp sau mình là cái gì mà cũng không muốn có kiếp sau luôn tôi nghĩ rằng sống cái này đủ đủ lắm rồi đủ lắm rồi cho nên là kiếp sau sẽ không muốn tiếp tục làm người nữa và nếu như giả sử vẫn còn có kiếp sau thì bây giờ muốn hỏi là nếu các bạn nếu mà mình thực sự có kiếp sau thì các bạn còn muốn làm người tiếp không <laughs> muốn làm con trai con gái hay là muốn làm người như thế nào các bạn đã bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa còn bản thân câu cầu ấy sau khi mà đọc cái câu chuyện bách yêu phổ của nhà văn sa la song độ chính là cái tác giả của câu chuyện phù sinh này thì câu cầu nghĩ là kiếp sau thì câu cầu có thể làm một ngọn gió làn gió cái làn gió đấy có thể bay rất tự do tất nhiên là làn gió vừa vừa thôi chứ không phải là gió bão à, quăng quật này, làm hỏng làm hại nhân dân Nên là làn gió này là làn gió mát nhẹ nhẹ nhàng thôi mà làn gió này là làn gió trong sáng nha. nếu mà có bay 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 xong thỉnh thoảng có thể là cảm giác vui vẻ thông vào má của một ai đó <laughs> thôi chỉ làm làn gió trong sáng ấy thôi không được làm làn gió lung tung bay rồi uh, trêu chọc đủ mọi thứ đó thế và nếu ví dụ như thế các cậu nghĩ về vì, vì, thỉnh thoảng ngày trước xem phim cái gì ừ, cái gì mùa thu ấy nhỉ cái gì mà có sung hai kêu đóng á bản tình ca mùa thu à, không phải không, không phải làm gì có bản tình ca mùa thu cái trái tim mùa thu trái tim mùa thu đó thì là cái ông anh trai ông ấy hỏi cô em gái là sau này em muốn làm gì thì nói là làm cái cây cái cây thì không phải là xa rời để sẽ đi từ một chỗ không mình chả làm cái cây mình sẽ làm cơn gió Hy vọng là như thế. À chả biết, biết đâu kiếp sau thành con lợn sao. Chịu, không biết, không quan tâm lắm. Nhưng mà chỉ biết là kiếp này mình đã sống rất là cố gắng rồi. Cho nên là ôi trời ơi, xuống địa ngục thì xuống, lên thiên đường thì lên. Mà uh, kiếp sau thì thôi, không muốn làm người nữa. Mình nói thật, kiếp này làm người mình đã cố gắng hết sức rồi. Và đủ rồi. Đây, kiếp sau nếu mà thật sự phải có kiếp sau thì câu hỏi là một ngọn gió. Bây giờ bọn gió này hơi mập một tí vâng ạ thế và chúc các bạn à, bữa trưa ngon miệng cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo ạ